Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Nghĩ từ vụ án ông Tuấn Tim, đừng đổ lỗi cho cơ chế. Quý vị và các bạn thân mến, dính vòng lao lý, ông Tuấn Tim có bị chi phối bởi lòng tham không? Câu hỏi này chỉ có ông mới trả lời chính xác. Phiên tòa xét xử cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn chưa tuyên án, nhưng rất nhiều người đã bày tỏ thái độ chua chát, tiếc thương cho một tài năng sẽ phải chịu án phạt tù giam vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Không chua chát, không xót xa sao được khi một vị giáo sư đầu ngành về tim mạch đã từng cùng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội cứu sống hàng ngàn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, hàng ngàn bệnh nhân tim. Nhiều người tìm cách lý giải nguyên nhân dẫn đến một việc mà nhà chuyên môn rất giỏi của ngành y lại dính vào vòng lao lý. Họ cho rằng ông Nguyễn Quang Tuấn cũng như nhiều quan chức nhúng chàm trong thời gian qua, một phần rất quan trọng là do cơ chế. Theo họ, cơ chế quản lý hiện hành đã và đang làm hỏng cán bộ, họ bị cuốn, chấp nhận sống chung với tham nhũng hối lộ. Với cách nghĩ và lập luận như trên thì thật khó để giải bài toán hiện nay khi tham nhũng đang ngày càng lộ liễu, trắng trợn, thách thức nhân dân. Phải nói thẳng rằng, nguồn gốc sâu xa của tham nhũng, hối lộ chính là lòng tham. Tham tiền, tham quyền lực, tham danh vọng. Lòng tham cũng như sự liêm chính hay thiện ác đều là những thuộc tính có sẵn trong bản chất của mỗi con người. Chúng ta khác nhau ở khả năng tiết chế của mỗi cá nhân tạo nên sự chênh lệch hay cực này sang cực kia của phạm chủ đạo đức tốt xấu. Tôi không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng có lẽ hầu hết các vụ án xảy ra vừa qua, các bị cáo phạm tội trước hết là do lòng tham cũng như nói trên. Xin đừng đổ lỗi hết cho cơ chế, dù cơ chế cũng có một phần trách nhiệm khi cách quản trị lỏng lẻo, luật pháp còn nhiều kẽ hở. Chẳng thể có một cơ chế nào hoàn hảo đến mức ngăn chặn hoàn toàn nạn tham nhũng của một quốc gia. Con người vận hành cơ chế, nếu không cưỡng lại được cám dỗ vật chất, tiền bạc thì lòng tham sẽ trỗi dậy, lấn lướt sự liêm chính, tìm cách thu vén cho bản thân hay nhóm lợi ích. Lòng tham sẽ gia tăng, thậm chí theo cấp số nhân khi công tác cán bộ vận hành dù theo quy hoạch nhưng lại bị lèo lái, chi phối bởi 5C, con cháu các cụ cả, hay 4E, hậu duệ, đồ đệ, tiền tệ, quan hệ. Trong đó, nguy hiểm nhất là cán bộ tiến thân bằng cách đầu tư cho ghế. Đã bỏ tiền mua chức thì dứt khoát nhà đầu tư phải tìm cách thu hồi vốn bằng mọi giá. Và chỉ có tham nhũng, hối lộ, giành giật ăn phần trăm dự án, mua bán chức, móc túi dân, bòn rút của công thì mới có thể thu vốn và kiếm lời trong nhiệm kỳ của chính mình. Thân thế, nịnh nọt, đút lót là các phẩm chất cơ bản của loại cán bộ bị lòng tham chi phối hàng đầu. Khi người ta dựa vào những tiêu chí đó để tiến thân thì lấy đâu ra phẩm chất trong sáng, đạo đức, tư cách tốt. Những cán bộ thuộc loại này, bề ngoài vẫn đảm bảo việc tuyển dụng hay bổ nhiệm đúng quy trình, đầy đủ các bước, chặt chẽ, đồng thuận. Phẩm chất bên trong chỉ lộ ra khi các sai phạm nghiêm trọng của họ được cơ quan điều tra phanh phui. Việc 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 bị khai trừ đảng, cách chức, cho thôi tham gia ban chấp hành Trung ương Đảng trong thời gian gần đây là điều mà không ai ngờ tới, nhưng lại là kết cục tất yếu của những cán bộ lãnh đạo không giữ được phẩm chất của mình trước sức tấn công mãnh liệt của đồng tiền. Dính vòng lao lý, ông Tuấn Tim có bị chi phối bởi lòng tham không? Câu hỏi này chỉ có ông mới trả lời chính xác. Có điều là nhà chuyên môn giỏi, giáo sư đầu ngành tim mạch, nhưng một khi đã chấp nhận ngồi vào ghế nóng quyền lực thì cũng phải hiểu rằng mình có bị đặt vào thế tứ bề thọ địch bởi tiền, quyền, vật chất. Làm sao miễn dịch trước mọi cám dỗ? Chỉ có tài đức và tấm lòng vì dân, vì nước mới có thể giúp dân trụ vững ở cương vị của mình và làm được như lời Bác Hồ dạy. Việc gì lợi cho dân ta phải làm hết sức, việc gì hại đến dân ta hết sức tránh. Và quan trọng hơn, phải có cơ chế để người ta không muốn, không dám, không thể và không cần tham nhũng. Khởi tố vụ xe bán tải chở ma túy đâm thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân tử vong. Thưa quý vị, liên quan đến vụ vây bắt các đối tượng trong chuyên án ma túy khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, công tác tại đội cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa hy sinh và hai người dân tử vong xảy ra tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chiều 21 tháng 4. Qua điều tra bước đầu, ngày 23 tháng 4, đại tá Lâm Minh Hồng, giám đốc công an tỉnh Long An thông tin một số chi tiết về vụ án.
Do chuyên án ma túy vẫn đang trong quá trình điều tra, nên bước đầu Công an tỉnh Long An mới khởi tố vụ án giết người sau khi xác định người điều khiển phương tiện xe bán tải có dấu hiệu cố ý tước đoạt tính mạng của hai người khác khi tông trực diện vào hai người đi xe máy và Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Hậu quả khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào hy sinh, hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, sinh năm 1994, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Thị Kim Thanh, sinh năm 1973, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh tử vong. Qua công tác điều tra, ngoài hai đối tượng trong xe ô tô gây ra vụ việc trên, Công an tỉnh Long An đã huy động và bắt thêm 3 đối tượng. Danh tính của 5 đối tượng chưa được thông tin. Khám xét chiếc xe bán tải, Công an tỉnh Long An thu giữ 4 bánh heroin và 5 kg dạng tinh thể được xác định là ma túy đá. Khám xét nhà các đối tượng, Công an tỉnh Long An thu giữ thêm 14 bánh heroin và 1 kg ma túy đá được các đối tượng cất giấu xung quanh nhà, cách hiện trường khoảng 20 mét. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế manh động không chấp hành hiệu lệnh và tông thẳng vào lực lượng chức năng để tìm đường thoát. Sau khi tông Thiếu tá Hào và hai người dân, chiếc xe bán tải lật ngang, hai người cố thủ trong xe. Các tổ công tác đã phá kính xe, khống chế hai đối tượng. Thời điểm này, người điều khiển phương tiện dương tính với ma túy.